em Thắng xin kính chào quý bà con cô bác ha. Đây, hôm nay về vào nước nữa nha anh em. Hôm trước thì một số anh em mình chưa chốt được, thì hôm nay thì mình có thể mình chốt ha. Thì hôm nay em hiện tại là người ta báo là hết vòi ngắn rồi anh em ơi, chỉ còn vòi dài không à. Bạn em nó bên Nhật nó xuất khẩu đậm, nó kêu hết vòi ngắn rồi, hiện tại là còn vòi dài. Khi nào nó có vòi ngắn đó thì nó báo. Nhưng mặt hàng này là mặt hàng chung là nó giờ là mặt hàng trưng bày nên là nó còn khá là mới ha. So với là những cái hàng mà anh em mình mua ở bãi nhiều khi là do mình vận chuyển đồ này nọ, chung với là những cái hàng khác á, nhiều khi là nó ái nha anh em. Còn những mặt hàng này là nói chung là tình trạng của mình là nó còn mới, nhiều khi là trên 95% luôn á, tại vì người ta gán vào để người ta trưng bày thôi, trưng bày cũng như hàng mới vậy thôi, chứ không có chưa có gần như là còn đẹp ha. Đây này, đóng quá về nha anh em. Đó, 20 vòi, hôm nay là nó gửi về 20 vòi nó mới can à. Chưa có xài ha. Rồi, phụ rờ lục đó ha. Rồi cái này thì 20 vòi nhưng mà cũng còn tại vì có một số anh đặt trước rồi nên là cũng không còn chỉ còn có mười mấy vòi thôi anh em. Có một số anh đặt trước rồi, hôm nay em khui thùng rồi em lấy ra cho anh ảnh luôn. Còn mười mấy vòi thì sau cái đợt này thì có thể là nhập nữa, nhưng mà không biết là có vòi gì thì anh em mình cứ xem. Đây, hôm trước anh em này mình chưa chốt được thì hôm nay mình chốt nha. Mặt hàng này nó còn mới, hơi rất là đẹp nha mọi người. Này, nước xì rồi anh em thấy nó bóng loáng nha anh em, không có bị gì hết ha. Đó. Đây, con này của KVK này, đó. KVK này anh em, rất là ngon ha. Rồi em bóc con nào thì em lên cái mã đó cho anh em luôn nha. Đây, sở dĩ những cái loại này thì so với thị trường á, thì anh em mình thấy nó giá nó cao nha, chứ không có rẻ đâu nha anh em. Bình thường mình ra tạp hóa này nọ, mình ra những cửa hàng điện nước á, mình mua chỉ có vài chục nghìn, trăm nghìn, 200 nghìn cũng có. Nhưng mà những cái đó thì chất liệu của mình là nhiều khi là nó làm bằng bằng nhựa hay là bằng sắt thép gì đó thì em không rành. Nhưng mà riêng cái vò của Nhật á thì nó làm bằng đồng nha, làm bằng đồng thau này, nên là anh em mình thấy 500 này, 500 nó không có hít nha anh em. 500 không hít ha, từ tất cả các chi tiết luôn này, 500 nó không hít. Thì nó làm bằng đồng nha anh em. Đó. Nó làm bằng đồng này. Và nó mạ xi bên ngoài là lớp chrome nickel sáng bóng, nên là nếu mà anh em mình trong cái môi trường nước phèn này nọ thì mình cũng mua một cái vò nước này về để mình dùng trong gia đình. Thì cái vò này thì thí dụ anh em mình có cái loại của ngán thì mình thay thế vào. Còn hiện tại là đang cái loại này là đang dài và có thể xoay này, anh em thấy không, nó xoay được hết ha, rất là tiện lợi thôi. Vò ngắn cũng 380 mà vò dài cũng 380, nhưng mà hiện tại thì chỉ còn vò dài thôi ha. Vò dài có số lượng nhiều, chiều dài từ tâm này ra cho tới đầu vò là được là 28 cm nha anh em, 27-28 cm. Và con này thì có thương hiệu hãng KVK này. Đó, GS, GQI ha. GS là cái tiêu chuẩn công nghệ của Nhật, GQI là cái công nghệ thẩm định kiểm tra gì đó. Nói chung là bên Nhật thì nó làm rất là khắt khe nha, nên là sản phẩm của nó rất là chất lượng. Và đi đôi với chất lượng thì nó sẽ kèm với giá thành nó cao nha anh em. Chứ không có cái vụ mà không có vấn đề nào mà cái hàng mặt hàng mà nó rẻ mà nó ngon đâu anh em. Tiền nào có nấy ha. Đó, tiền nào có nấy. Thì về cái thông số thì em đã đây, anh em thấy này, người ta dùng để người ta trưng bày nên em thấy là có cái lớp đồng nó hiện ra này. Đó, người ta có vạn vô đó. Còn về cái nước xi rồi anh em mình yên tâm nha, nó mới tinh đó, nên là ngoại hình nó còn đẹp lắm anh em, trên 90% nha. Rồi bản giá cũ nha anh em, bản giá cũ hãng KVK này thì cũng rất là ngon ha. Anh em mình ưa chuộng con này VA1 giúp em 380 nghìn. Đây, mã số là VA1 giúp em nha, 380 này. Rồi VA2 cũng vậy luôn nha anh em, KVK luôn này. Đó, anh em thấy nước xi rồi nó mới toang luôn ha, nước xi trắng ao luôn này. Đó, KVK tất cả đều là bằng đồng nha nè, đồng 500 nó không có hít nha anh em. Còn cái nào mà nó hít là nó bằng thép luôn này nọ thì em không rành, nhưng mà cái này nó là bằng đồng. Đó, thấy rất là đẹp nha anh em. Đó, anh em thấy cái màu đồng người ta vẹn vô để trưng bày luôn này đó. Đó thì nó đắp cái lớp đồng ra rất là đẹp nha, có ao luôn. Đó, khá là mới đẹp nè anh em thấy không, xì rồi trắng non đó, đúng vẹn ngang ba đó. Tất cả những cái hàng mà em bán trong clip này rang là sử dụng rang 21 nha anh em, rang 21 ha. Đó, rồi con vòi này cũng tương tự ha, mã số của mình là VA2 380 luôn nha anh em, 380 nghìn, thương hiệu KVK ha. VA2 giúp em ha, 380. Rồi VA3 cũng vậy nha. Đó,
của thương hiệu hãng KVK này. Thương hiệu hãng KVK cũng rất là ngon ha. Đó, những cái này là nói chung là còn mới nha anh em, nó không có bị gọi là tróc xi tróc rồi gì nhiều đâu đó anh em thấy không, còn rất đẹp, còn để bãi này nọ thì nhiều khi nó tróc xi nó cũ, người ta dùng nhiều, còn cái này là hàng trưng bày nên là còn mới nè ha. Nên mình lắp vào tường hoặc là trong ngôi nhà của mình rất là đẹp, nước xi rồi sáng bóng đẹp. Con này cũng còn rất là mới nha anh em. Ở đây mình yên tâm đi, con nào cũng còn đẹp hết á, không cần phải chọn lựa đâu. 380.000. Đó, hàng trưng bày ha, hàng trưng bày. VA3 380. VA4. Đây cũng KVK luôn, đó. Ha, KVK này, bằng đồng hết ha. Này 500 không có hít. Đó. Từ vòa tới ống đồ này nọ là 500 không có hít hết ha. Đây, thương hiệu KVK. Đó, rất là đẹp, rất là mới nha anh em. Đó. À, thế nên mình xài rồi rất là ngon trong gia đình đồ này nọ này ha. Đó, những cái này là người ta gắn vào cái miếng gỗ để người ta trưng bày đồ này nọ ha, hoặc cửa hàng đồ này nọ thí dụ người ta trưng bày này nọ ha. Chứ còn còn rất là đẹp. Đó, 380.000 cho một vòi ha. VA4 con này VA4 là 380 luôn. Đó, VA4 một cái vòi nước của Nhật ha. Rang 21 làm bằng đồng thau mạ crop. Lớp Bremniken sáng bóng ha, VA4 380. Tiếp theo VA5. Đó. Toàn là KVK không nha anh em. Đó, hàng của KVK hết luôn ha, rất là đẹp. Thế nên mình sử dụng trong gia đình ha. Đó. Lô này chắc của KVK không ha, rất là đẹp. Đó, hàng của KVK thì anh em thấy nước xi rồi rất là sáng bóng nha anh em. À, con nào cũng như con nào thôi, nó không có bị chài xước thì nhiều đâu anh em. Đó, nó còn rất là đẹp. À, con này thì anh em mà thấy nó còn mới đẹp luôn đó, ha. Đó. Cái ti rang của mình thì gần như chưa có xài luôn á, những cái kia thì người ta vặn trưng bày rồi, còn cái này nó còn mới luôn nè. Đó. Con này đẹp quá. Anh em mình hình này, chúng con này là đẹp nhất nãy giờ anh em. 380 thôi, nói chung em đồng giá thôi. Anh em mình chọn hên xui được con nào thì mình lấy thôi ha. VA5 380. Chứ còn đâu có biết được con nào đâu. VA6. VA6 này con này cũng vậy nha. Đó. Đây con này cũng vậy nha anh em. Đó, sau cần những cái con này là cái ti rang còn rất là đẹp luôn này, gần như là người ta chưa có vặn luôn á anh em. Thấy không? Hay là vặn một hai lần thôi này, đó. Vặn để trưng bày ngay chỗ này đẹp, nó là nó không có bị trầy của phần ti rang luôn này. Đó, ngon ha. Đó, KVK luôn nha anh em. KVK bằng đồng thau này, không có hít 500. Rang của mình rang 21, tính từ tâm cho tới ra đến đầu là được 27 sen. Và có thể là gạt qua gạt lại ha. 380.000 luôn VA6 ha. Đây, VA6 của thương hiệu KVK ha, 380. Rồi tiếp theo mã số của VA7. Đây cái này cũng vậy nha. Đó, nước xi đồ cũng rất là đẹp ha. Này, nấm vẹn ha, nấm vẹn. Màu xanh là nước lạnh ha. Đó. Màu đồng nó người ta vậy nè, anh em thấy cái màu đồng này, đó. Ha, cái màu đồng nó ấy ra nè, nó rất là đẹp ha. Đó. 380.000. Đó, đây là vòi tưới và phun này, phun nước ra ha. Bạn đồng ha, bạn đồng nên là cái đồ bền nó khá là ngon. Rồi 380 luôn nha anh em. Nó một cái vòi nước bạn đồng của Nhật ha. VA7 380. Tiếp theo VA8. Đây. Đẹp mới tinh luôn. Đó. Đây. Rất là đẹp nha anh em. Cái này thì anh em mình xài rất là ngon. Đó. KVK luôn nha. KVK. Những con này thì nước xi rồi anh em thấy hồi nãy giờ nó không có con nào là bị tróc xi hay gì này nọ nha anh em, còn rất là đẹp ha. Trên thân đồ này nọ là còn rất là đẹp luôn. Rồi VA8 380.000 luôn ha. VA8 380. Rồi. Tiếp theo VA9. Đó, đây. Khá là đẹp ha. Rang của mình là rang 21. Đó. Đây, KVK luôn nha. Đó, con nào cũng như con nào thôi. Nó còn rất là đẹp ha. Đây 380.000. Con ha, VA9 giúp em. 380. Theo VA10.
đây KVK luôn ha. Đó này thì nãy giờ chung một hẳn hết anh em, không có con nào khác hẳn ha. Nói chung là những cái vò này là nước si rồi còn rất là đẹp sáng bóng ha. Đó, nước si rồi còn rất là đẹp sáng bóng nên mình chọn lựa ha. Rồi con này là VA10 giúp em ha, VA10 380.000 ha, VA10 380.000. Tiếp theo VA11. Đây, VA11 cũng vậy nha. Đây, KVK này. Đó. Mới toàn luôn ha. Mà những cái này rất là đẹp luôn anh em. Anh thấy nước si nó còn như mới, anh em mình ra cửa hàng nhiều khi mình mua cái hàng mới nó cũng như vậy thôi chứ không có cao hơn nữa đâu. Đó. Cũng rất là đẹp ha, người ta trưng bày nên là anh em mình thấy nhiều khi chỗ này nó dính bằng vàng. Đó, còn lại nước si này còn đẹp hết. VA11. VA11 380 luôn ha. VA11 380. VA12. VA12 thì vải luôn nha anh em. Đây. Con này còn khá là đẹp. KVK này. Đó. Khá là ngon ha. Này, đó. KVK luôn nha anh em. Đó. Nguyên cái lô này chắc của KVK hết luôn ha. Rất là đẹp. VA12 380 luôn ha. Đây, VA12 380.000. Rồi. VA13. Đây. Khá là đẹp ha. À, chân cảng được còn rất là ngon nha anh em. Này, KVK ha, nguyên cái lô này là của KVK hết ha. Đó, rất là đẹp sáng bóng nha anh em. Đó. Rồi, VA13 giúp em ha. 380.000. Đó, ha. VA13. 380 ha. Và mã số cuối cùng VA14 thì cây này ha. Đó, hiện tại là trang thùng này là 14 chiếc nha anh em, 14 chiếc đó. KVK này đó, nguyên cái lô này là đều của KVK hết, con nào cũng như con nào thôi, rất là đẹp ha. Anh em mình yên tâm mua về mình xài mình sử dụng rất là ngon đó. À còn con đó chứ, 15 con ha. Đây VA14 ha, 380 luôn. VA14 380.000. Rồi. Mã số cuối cùng. VA15. Đây, con này. Đó. Rất là đẹp nha anh em. Đó ha, KVK này. Hay những cái nào nói chung nó còn khá là mới luôn, anh em mình yên tâm mua về mình xài ha. Rồi. VA15 ha, 380.000. Thì em Thắng xin kết thúc clip tại đây ha và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.